quay ở đây. Nè, ấn nhầm rồi. Lại. Chào các bạn. Chào mừng mọi người đến với vlog đi ăn với khoai hôm nay. Đây, chúng mình có Nại, chị Lệ, chủ máy. Với cả em Bonnie. Không biết đường nhưng mà đi trước. Rất nhanh. Không nhớ thôi. Đây là em Pota. Ừ, về nhà cũ luôn chị. Em sống về nhà hôm nay Pota gội đầu. Cô đi chung hai đường. Đéo ạ. Không bếp. Đi đây. Xong ok. Mình đã order xong một rồi. Ai để chờ gà ra. Nay mình mặc đồ anh Hoshi. Nhớ Hoshi quá. Nhớ cả Minh Hạo nữa, nhưng mà Minh Hạo hơi tồi. Làm gì mà tồi, đã làm gì đâu. Thế không làm gì mới tồi ấy. Làm rồi đã tốt. Thôi nha, bye bye, kết thúc vlog ở đây nha. Lát lại có gà ra mình quay lại. Tạm biệt. Hay nha, salute nha. Salute. Rô, hai ba rô. Cảm ơn. Chị là cảm ơn. Lau đũa không ăn, lau không chị à? Không. Hi. Chào mọi người đã quay lại với cả vlog của Khoai. Vlog một ngày. Em tưởng mình check in trước. À, mọi người đang check in. Khoai đang lúc mẹ đến gà để ăn rồi. Anh em đang cầm cái VIP concert. Căn cước công dân đấy chị. Tôi có. Có 3 cái. Căn cước công dân. Bằng lái xe. Hello treasure. Lì xì. Đây chị cầm một cái của em đi. Chị ạ. Bé có sớt. Salute. Grazie. Mình khai trương ăn. À không khai trương mẹ, em khai trương rồi. Cha. Đi lúc này đi. Ngoài mình nhẹ em. Thay thì lại gạo đen. Xuất hiện trên vlog. Hôm nay là tập stuff từ mấy của chị rồi. Hình như là 3 à 2 29. Nhiều ấy. 30 à? Chào mừng mọi người với kỷ niệm 30 tập thì lại gạo đen stuff. Hôm nay là khoai stuff, không phải là thì lại gạo đen stuff. Đây là clip debut của Kim Khoai trên kênh của Thị Lệ Gạo Đen. Mình xin phép là xuất hiện hộ chị cái của mình một buổi. Mọi người xem tạm nhá. Thôi để tạm ở đây á, để ngắm cả nhà ăn. Ôi, run rồi. À thế là ở với bọn em không vui. Ôi thế là ở với bọn tôi không vui các bạn ạ. Thế là bây giờ bà mới có tình yêu mới, bây giờ mới vui. Thôi thế bao giờ chị hết yêu thì quay lại với bọn em cũng được. Nhà này vẫn chứa. Nhà này vẫn chứa. Vẫn chứa thêm một người. Ghế có 6 chỗ mà chị. Tình hình là bây giờ bọn mình bắt đầu vào việc rồi à. Thôi mình xin phép hẹn lại các bạn buổi sau nhá. Bye bye. Ăn nha. Ăn nha. Răng hệ. Salute. Ok, salute. Cái gì vậy? À, làm hộ à? Ok, làm hộ nhá. Cảm ơn. Thế để tao quay side part. Ok, ăn nha. A few moments later. Hôm nay mình sẽ thử thách bản thân bằng việc ăn những thứ mình không thể, không thích. Mình không thích ăn cơm và không thể ăn đồ cay. Hôm nay mình ăn cơm hay kim chi cay bách rồi. Sốt tóc. Tệ lắm. Mọi người sẵn sàng chưa? Mình chưa sẵn sàng. Chắc mọi người sẵn sàng rồi. Nào, để ở đây nhá. Ok. Thế thôi hơi khổ lắm. Làm public đi. Làm public được. Cái gì không? Không nhìn gì cả. Được. Chị chắc chị. Không có tiền. Không có tiền. You okay?
Cả nhà nhìn con zombie. Khổ quá, khoảng lặng. Khoai quật tới rồi. Khoai đã có, khoai cắt chuột. Chấm tươi rồi, nước chấm trong buổi ăn uống ngày hôm nay. Muốn nước chấm trong cuộc đời. Đây là làm cột mốc ghi dấu trưởng thành của khoai. Video ghi dấu cột mốc trưởng thành của khoai. Không gì ạ, à? Bây giờ em ăn được cơ, em mới trưởng thành, em vẫn cho ăn được. Thì ra là ôi. Ăn đi mẹ thương. Mẹ đưa con ăn nhá. Mẹ đưa con ăn nhá. Ngoan xinh yêu cái đi. Đâu rồi nào. À hay là bật cô Trinh nhá. Được cái ơi, ăn hết cái bát này là ăn thật nhanh. Khoảng lặng. Ổn rồi. Muốn nó chậm mà. Ổn rồi, ổn rồi. Tóc có thứ rồi. Đúng anh bằng cần á. Thân chuẩn. Lọc lại. Ờ. Nổi, chuẩn nó theo cay lâu. Cay lâu khoảng 3 kia. 2 3 đi. 2 đang làm ăn. Như nào? Thôi mà, trời ơi. Mà đâu? Thả lại nhé. Thả vào đây. Ai bảo ấy không? Quá. Mấy miếng tổ cho được. Mấy nhiều. Đã bảo là 2 thìa rồi. Ăn mẹ đi. Ừ. Thôi, tôi sẽ dừng bữa cơm ở đây. Mọi người ăn cả sốt hơn xong còn cả sốt. Tại mọi người ăn cả phô mai. Chị Jim lông nước rồi. Em cũng thích ăn cả phô mai. Thế là bây giờ chờ với chữ phải nên là đồ giảm giảm. Chị phải mẹ, chị thích ăn cả sốt thôi. Chị ăn cả sốt. Ở đây chị ăn được gà phô mai rồi. À gà, gà sốt rồi chứ không. Gà khác thì thôi. Đi 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 đi. Sao thế? Ủa? Thế trả tiền à? Nóng thế bà. Không, ý ra là khoang mồm tao nóng thôi. Người này không nóng nhưng mà khoang mồm nóng. Thế cay chưa? Chưa. Bây giờ phải ngồi 10 phút nữa mới hết. Khoai ngọt đi. Ăn khoai quần rồi. Thôi kệ, ăn cho quen. Ăn cho quen à? 25 củ mua ra nhà. Mua. 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 Công an, công an với cả em cũng có kịp concert không? Có ạ. À. Đang tầm có làm music rồi. Bảo vui đấy. T13 trở lại. Khó quá, khó quá. Nhưng mình vẫn đéo đi được. Mình không muốn đi đâu. Bye bye. Vui với anh Hàng. Đấy anh nhá. Six and a half hours later. Hello. Hi. Bye. Mặc chưa? Bạn đi chú xe. Nó bên nào ấy? Bên này à? Bên nào ấy? Bên này. Trông kiểu hai mà. Bye. Bon. Salute. Salute. Honey, sủa là gì? À, hồng lăng hề. Ai, ai nữa? Còn ai nữa? Dino. Du nhá. Huy lăng hề. Huy lăng hề. Dino là gì nhỉ? Quên mất rồi. Dino là Y Chan. Không. Dino chả là Y Chan. Google một tí. Mất rồi. Đấy nhỉ? Quân ta lên sóng chưa? Đây. Không nhớ nữa. Tên gọi là Y Chan. Y Chan.
Chúng tôi đang quay TikTok và đánh đèn bằng xe của em Kila. Đang bật nhạc đang kêu rồi. Lỗ lỗ phải. Thời buổi hiện đại mình phải nghĩ sức khỏe của mình trước. Rồi, chăm sóc sức khỏe đi. Đến tuổi chăm sóc sức khỏe. Xin chào mọi người. Ông máy quay nào? Kênh này là kênh của tôi. Không phải đâu, kênh này kênh của Khoai vẫn đang tập 30 mà, chết tập 30 mà. Cuối em thôi nữa. Là bao giờ? Đây là em nào? Shooting star. Shooting star chị cần gì có, xuống nào một shooting star có. Đây là chị cứ xài thôi. Ai? Chị đi nhanh nhá. Chị đi nhanh nhanh nhá. Ta đang có 3 cái xếp hàng, chị đi được. Cái gì? Một cái. Ý là cái phong cách. Cái này là vlog của Khoai mà, con sẽ làm việc. Phong vẫn đang kênh gì mà. Chưa? Nào bây giờ 2-3 đánh đèn nào. Đánh đèn. Ok. Máy sao? Đèn lên, máy chạy. Ok. Hey. Điều này. Ý là chị cô ta sẽ đẩy hông lên, còn chị Thúy sẽ giữ hông. Đấy, cái này đây, cái này là đang hai đứa đang. Cái này mình ngược, cái này mình ngược. Không trước. 6.5 hours later. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của Khuê Su. Chúng mình đang ở Suke. Hôm nay là tập 31.5, đây là F2 của tập 30. Thế 30.5. 30.5, xin lỗi, mày nói nhầm thôi, chào lại đầu đi. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của Khuê Su. Ôi rơi mẹ điện thoại rồi. Hi. Chúng mình đang ở sâu cây cửa Nam 67 cửa Nam để chờ con vợ của chị để đón. Đấy. Đây là ngày cuối cùng ở lại. Ơ thế thôi. Em bọn mình đang ngồi ghép ảnh. Đây. Đấy, ơ kia đâu rồi? Tại vì chủ máy không có ra chụp ảnh cùng được nên là bọn mình ghép chủ máy vào. Hi. Chào đi ạ, chào Kim. Thôi, đấy là chuyện riêng của người ta rồi, bây giờ mình nói chuyện với nhau. Bye bye. Vlog của bọn em mà. Sao mọi người vì một số vấn đề kỹ thuật nên là hôm nay vlog bọn mình phải kết thúc sớm. Thôi hẹn mọi người hẹn gặp lại mọi người ở F31 nhá. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Annyeong.